Đức thầy Quý Long về tới xã Mỹ Hội Đông. Trước khi lên diễn đàn, ngài đến tận gia đình ông Hai để thăm, và ngài kêu hết vợ con ra ngoài. Từ ngày ông Hai bị đại cô đạo và tới giờ sự sống ra sao? Người con gái thứ hai đại diện gia đình trả lời: Bạch thầy, chúng con là ăn có khi đủ cũng có khi thiếu. Đức thầy ngỏ lời an ủi và quyến rũ. Ông Hai chết không mất đâu, các cô đừng buồn, hãy ráng lo tu hành, làm lành làm phải, thầy sẽ độ cho từ đây là ăn khá giả, và tới ngày lập hội để được gặp lại ông Hai. Thật đúng như lời, từ độ ấy đến nay, bốn người con gái của ông Hai người nào cũng đã ăn giàu có hết. Thực theo lời ban trị sự đã bị hội đông phụ bạc. Nghe qua câu chuyện trên, chắc ai cũng bùi ngùi cảm động. Giữa lúc người Pháp dùng chánh sách bảo tàng chèn ép các đạo giáo, nhất là Phật giáo và đạo, nhưng ông Hai vẫn cương quyết làm tròn bổn phận của người tín đồ đối với Tam Bảo. Thật là một tấm gương đáng kính. Lại nữa, sống dưới thời Pháp thuộc, hàng năm mỗi năm công dân từ 8 tuổi trở lên đều phải đóng thuế lên là 4 đồng tháp, so với giá lúa hiện thời là 3 cắt 1 giả thì phải tốn trên 15 giả lúa mới đủ tiền đóng 1 đầu thuế. Những gia đình nghèo, vợ con nhăn nhóc lo chạy hàng nữa thì làm sao có đủ tiền đóng thuế. Vậy mà những kẻ thân pháp chẳng đủ lòng thương, họ nỡ bắt trói cho bao mình hành hạ đủ cách. Vì thân bọn tâm lăng, vì nghĩa đồng bào cốt nhục, nên ông Hai giải tỏa cho bốn người này. Với một người vì đạo, vì dân, cha gia đình và thể xác là thường như ông Hai, nên Đức Thầy đã được tận nơi thăm viếng và an ủi gia đình. Ông Hai chết không mất đâu, và đến ngày lập hội sẽ được gặp lại ông Hai. Một câu nói vừa xoa dịu với thương lòng, vừa giữ niềm tin trên đường tu học cho gia đình ông Hai. Tam giáo đều công nhận trong mỗi người có hai phần, xác thể và linh hồn. Khi chết xác thể bị mất, linh hồn vẫn còn mãi mãi, xác tuy mất hồn thi chẳng mất. Ví như cái nhà và ông chủ nhà, khi cái nhà này hư thì ông chủ nhà đi ra lo cất lại cái nhà khác, rồi cái khác nữa. Trường hợp ông Hai đây là đặc biệt. Tuy xác ông bị mất, song danh nghĩa của ông vẫn sống muôn đời và linh hồn được giữ hậu long hoa. Rồi bố theo thầy nương Phật cảnh vui dậy xem hồi hỏi long hoa. Điều này chúng thầy có lời khi ông tham bá nhà. Kìa hỡi ai giữ phần cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Và ngài cũng dạy cô Hai Hương: đơn hồi dân quan còn hiền được thì ra thật có cần đâu. Khuyên con nghĩ cả đừng ưu lự, mượn chứng quyền cơ giải mạnh lòng. Riêng về phần vợ con ông Hai, Đức Thầy khéo dẫn từ đức tin tới nhân quả. Các cô đừng buồn, hãy ráng lo tu hành, làm lành làm phải, thầy sẽ độ cho từ đây trở đi làm ăn khá giả. Lời an ủi của Đức Thầy tuy thấy đơn giản, song nó có hiệu lực làm cho gia đình ông Hai tan hết sự ưu sầu.